thể nói học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh là một phong trào được Đảng và Nhà nước phát triển sâu rộng trong nhiều năm học vừa qua và đã đạt được nhiều kết quả rất là đáng ghi nhận. Và đến với hội thi các trường lần này, trong rất nhiều các câu chuyện về Bác Hồ, nhưng em xin được chọn câu chuyện đó là Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng làm câu chuyện dự thi. Và câu chuyện này được trích trong cuốn sách kể chuyện Bác Hồ tập 2 do nhà xuất bản Việt Nam ấn hành. Và câu chuyện xin được phép bắt đầu. Một sáng đẹp trời, Bác Hồ đến với các cháu mồ côi trại Kim Đồng. Ngay từ những phút đầu tiên đặt chân đến cổng trại, nhìn bờ rào giăng dây thép gai, trong mắt bác đã hiện lên sự nhức nhối. Nói với cán bộ phụ trách, giọng bác nhẹ nhàng nhưng vô cùng thấm thía: đây là nơi nuôi dạy các cháu mồ côi được mang tên nghệ sĩ Kim Đồng. Sao các cô, các chú lại giăng dây thép như nhà tù thế này? Rồi chú Tùng đáp: dạ thưa bác, cơ ngơi của chế độ cũ để lại đấy ạ. Bác lắc đầu: các cô, các chú phải tháo đám dây thép gai ngay. Chế độ cũ nhóm các cháu vào đây, chúng ta nuôi dạy vì tương lai của các cháu. Rồi bác đi vào từng căn phòng ăn, phòng ở, phòng học, nơi các cháu vui chơi. Bác khen được cái sạch sẽ, gọn gàng, ngăn nắp. Nhưng còn bác lại hỏi cán bộ phụ trách trại: nhưng còn thế nào, các cô, các chú biết không? Mọi người nhìn bác vừa xúc động vừa tỏ vẻ lúng túng. Rồi chú Thuận cũng mạnh dạn đáp: dạ thưa bác, các cháu ở trại còn chật chội lắm ạ. Bác Hồ mỉm cười: chú nói mới chỉ đúng một phần nhỏ thôi. Đối với các cháu mồ côi, điều lớn nhất là phải bù đắp tình yêu thương. Các cháu đã không còn bố, không còn mẹ, thì các cô, các chú ở đây chính là bố, là mẹ của các cháu. Nuôi dạy các cháu phải bằng tất cả tình yêu thương, tấm lòng của người làm bố, làm mẹ, mà cư xử, mà săn sóc, mà dạy bảo. Nhưng bác thấy ở đây, các cháu còn có vẻ trại lính, thiếu cái ấm cúng của một gia đình. Nuôi dạy các cháu vào khuôn phép, sống có trật tự, kỷ luật là đúng. Nhưng đừng để các cháu mất đi cái sự hồn nhiên, cái vui tươi và thoải mái. Đừng biến các cháu trở thành những ông cụ non. Mà các cô, các chú hãy biến trại Kim Đồng thật sự trở thành một gia đình. Khi xa các cháu nhớ lúc ở nhà các cháu vui. Được vậy thì còn gì phải đào dây thép gai như thế này. Rồi bác lại hỏi tiếp: thế những cháu ở trại kém nhiều không? Dạ thưa bác, nhiều lắm ạ. Vậy nhiều là bao nhiêu? Dạ thưa cán bộ quản lý trại tỏ vẻ lúng túng. Rồi bác cũng nói ngay: quản lý các cháu là phải biết cụ thể từng cháu một, biết chắc chắn cái hay, cái dở của mỗi cháu. Có thế thì việc dạy mới có kết quả tốt được. Rồi bác bảo chú Thuận cho cháu đặt bé nào kém nhất trại. Em vuốt thân tay đứng trước mặt bác. Bác cúi xuống nhẹ nhẹ vuốt tóc em rồi hỏi: tên cháu này gì? Dạ thưa bác, cháu tên là Bút Lũi ạ. Bác nhìn em tỏ vẻ ái ngại rồi hỏi tiếp: vì sao cháu lại có tên gọi ấy? Dạ thưa bác, các bạn gọi cháu bằng cái tên ấy ạ. Vì sao các bạn lại gọi cháu bằng cái tên Bút Lũi? Dạ thưa cháu hay trốn ra ngoài, cháu chui qua hàng rào và lũi vào các ngõ phố ạ. Thế sao cháu không chịu ở trong trại mà hay trốn ra ngoài? Dạ, ở trong trại khổ cực lắm ạ. Thế khổ cực như thế nào? Dạ, chúng cháu bị gò bó đủ thứ hết ạ. Cháu nói rõ hơn sự gò bó cho bác nghe nào. Dạ thưa cháu. Út nhìn bác mà không nói nên lời, nghẹn ngào rơi nước mắt. Bác xoa đầu em, bác đã thấu hiểu được hết tất cả, mặc dù Út vẫn chưa nói được điều mà bác muốn nghe. Bác khuyên Út: từ nay cháu phải cố gắng bỏ cái tên Lũi, sửa lại cái tên Út. Nghe bác khuyên như thế, nước mắt càng dàn dụa trên khuôn mặt của Út.
Bác cầm tay quốc dọn ra chỗ cả trại đang tập trung để đón đợi bác. Bác kể cho các em nghe một số gương tốt của thiếu nhi trong kháng chiến chống Pháp, gương tốt của thiếu nhi ở Liên Xô và các nước bạn. Và các em đã không cầm được nước mắt khi nghe bác kể về thời niên thiếu của mình. Bác thèm một món đồ chơi, ao ước một bộ quần áo mới để mặc trong Tết. Và bác cũng đã mồ côi mẹ từ năm lên 9 lên 10. Bác cũng đã phải tặng em đi xin sữa sau ngày mẹ mất. Bác căn dặn các em như một người ông căn dặn cháu. Các cháu phải biết vâng lời các cô, các chú phụ trách. Thiếu nhi là phải ngoan, lễ phép với người lớn, kính trọng người già và giúp đỡ người yếu đau tàn tật. Sống trong một tập thể, càng phải biết yêu thương nhau như anh chị em ruột thịt. Các cháu phải biết dũng cảm sửa chữa những khuyết điểm, những thói hư tật xấu. Và rồi bác lại hỏi, thế các cháu có hứa là điều mà bác căn dặn không nào? Một tiếng có vang lên đều khắp và sôi nổi. Rồi bác còn căn dặn thêm, các cháu phải biết noi gương dũng cảm của liệt sĩ Kim Đồng trong học tập và rèn luyện. Em nào đạt được kết quả tốt, được ban quản lý trại báo lên bác sẽ gửi phần thưởng. Rồi bác cũng thân mật hứa, nếu cả trại cùng nhau cố gắng vượt bậc, bác sẽ về thăm các cháu thường xuyên hơn nữa. Và kể từ ngày hôm đó, bác đã để lại thật nhiều quà cho các em. Nhận được quà bác cho, nhiều em đã không ăn, cóc để làm kỷ niệm. Và ngày hôm đó trở đi, trong ánh mắt rạng ngời của các em đã sướng lên được niềm vui khi nhận quà của bác. Và em quốc cũng đã không còn lũi ra ngoài như trước nữa, mà giữ gìn mình như giữ gìn món quà của bác ở trong tim. Và câu chuyện không chỉ dừng lại trong những lời kể, những ngôn từ, mà nó còn vượt ra khỏi phạm vi của những trang sách, đi sâu vào trong thực tế khi tôi được tận mắt chứng kiến những hình ảnh. Cuộc sống tàn bờ, gia đình đông những đứa con, các em thiếu thốn tình yêu thương. Đó là những gì mà tôi, một giáo viên trẻ, đã được chứng kiến đối với những em học sinh nơi tôi đang giảng dạy. Và tưởng chừng cuộc sống của các em cũng sẽ lắm gặp ghềnh và trông trên như chính chiếc thuyền thúng mà cả gia đình các em vẫn hay bám vào mưu sinh qua ngày. Thiếu thốn cái ăn, cái mặc, đó là một nỗi bất hạnh. Nhưng thiếu thốn tình yêu thương, thiếu thốn một nơi yên bình để các em có thể quay trở về mỗi khi các em vấp ngã, thì đó lại là một nỗi bất hạnh lớn. Và từ khi này, nhân vật quốc trong câu chuyện của bác hôm nay lại trở hiện về và thôi thúc tôi phải làm một điều gì đó. Có thể nói, đảng và nhà nước hôm nay đã có nhiều chính sách ưu tiên để phát triển giáo dục, và trường trung học cơ sở Bùi Thị Xuân thành phố Nha Trang cũng đã tạo hết sức mọi điều kiện của mình có thể để cho các em có thể đến trường, hòa nhập với bạn bè và được phát triển một cách toàn diện. Chính vì thế mà ngoài công tác chủ nhiệm và công tác giảng dạy tại trường, tôi đã quyết định bố trí thời gian để có thể xuống tận nhà các em, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ tận tình, uống nắng các em từng chút một và dạy bảo cho các em nhiều điều hay trong cuộc sống. Còn gũi với các em, được các em chia sẻ và mở lòng, nhiều em đã tâm sự với tôi rằng em còn có ba, em còn có mẹ, em còn có một gia đình hạnh phúc, để mỗi khi em đi học về, mỗi khi em gặp chuyện buồn, thì em chỉ có thể dựa vào gia đình, để gia đình luôn là nơi tin cậy nhất mà em có thể tựa vào. Nhưng điều đó thật quá lớn lao đối với em giữa một cuộc sống còn lắm bộn bề và những lo toan. Và hơn 3 tháng gần gũi với các em, tôi chợt nhận ra rằng tình cảm của mình dành cho các em không chỉ đơn thuần là tình cảm giữa người thầy với người trò, mà quan trọng hơn hết, nó đã trở thành tình cảm của một người anh cả thật sự trong gia đình, luôn quan tâm, giúp đỡ và bảo ban cho những em còn rất bé nhỏ của mình.
Và để cho ngày hôm nay, những thành quả mà chúng tôi đạt được rất đáng kể. Những bông hoa điểm tốt được nở rộ trên các bài kiểm tra. Nhưng điều quan trọng hơn hết đó là niềm tin yêu, sự lạc quan, niềm vui trong cuộc sống đã quay trở lại với các em. Để mỗi khi được đến trường, tôi luôn thấy những nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc, hồn nhiên và thoải mái luôn trực thường trực trên đôi môi của chính các em. Và chỉ hơn 2 tháng nữa thôi, công tác chủ nhiệm của tôi cũng sẽ kết thúc. Tôi phải tạm thời chia tay các em để các em có thể bước lên một lớp học cao hơn, bước lên những cái môi trường mà có nhiều giáo viên mới, nhiều kiến thức mới. Nhưng tôi hy vọng rằng niềm tin yêu, sự lạc quan trong cuộc sống sẽ là một hành trang vững chắc để giúp cho các em trong hôm nay và trong mai sau. Vâng, thông qua câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kiếp Đồng, tôi đã học được nhiều bài học như thế. Những bài học mang giá trị nhân văn sâu sắc và cao cả, nhưng lạ thay, nó lại được bắt nguồn từ những điều rất giản dị và đơn sơ trong cuộc sống. Bởi vì đó chính là tính cách, là con người, là tâm hồn, là suy nghĩ của một con người vĩ đại được sinh ra trong một dân tộc vĩ đại. Và đến giờ phút ngày hôm nay, không chỉ riêng tôi mà tất cả mọi người chúng ta phải cảm ơn Bác, cảm ơn cha, cảm ơn một vị lãnh tụ vĩ đại, cảm ơn một danh nhân văn hóa của thế giới đã để lại cho nhân loại rất nhiều bài học sâu sắc. Mà một trong những bài học đó chính là lòng yêu thương con người, trân trọng và giúp đỡ những mầm non tương lai của đất nước. Vâng, đến với hội thi ngày hôm nay, đó chính là những điều mà tôi tâm huyết nhất, những điều mà tôi muốn gửi gắm nhất đến hội thi. Và đó, và một lần nữa, xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của ban giám khảo và quý thầy cô. Và xin chúc cho hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm học 2013-2014 được thành công một cách tốt đẹp. Xin cảm ơn phần trình bày của thí sinh Lê Đức Bảo. Và tiếp theo chương trình, xin mời quý ban giám khảo, quý vị khán giả cùng lắng nghe câu chuyện Bác Hồ đến với các cháu mồ côi ở trại Kim Đồng qua giọng kể của cô giáo Lê Thị Bảo Vi mang số áo xanh 83 đến từ trường mầm non Hoa Hồng.